chào các bạn. Ngày hôm nay sẽ là một clip hơi đặc biệt một chút, vừa là clip khai xuân của mình và vừa là một clip mà đó là một cái giờ học mà mình nghĩ rằng là vừa là của mình nhưng mà lại không phải là của mình. Vì sao mình lại nói như vậy thì bởi vì những cái điều mà mình sẽ truyền tải với các bạn trong clip ngày hôm nay sẽ là những cái nội dung mà nó được dịch hầu hết là từ phần tiếng Nhật sang phần tiếng Việt trong một giờ học dạy về chữ Hán của một diễn viên hài kịch vô cùng nổi tiếng của Nhật Bản tên là Gorigo Matsumoto. Trước đây thì khi mà mình còn dạy các lớp, đứng lớp, các lớp dạy offline ở Dũng Mori á, thì vì có rất là nhiều thời gian tiếp xúc với các bạn học viên nên là mình thường có đôi lúc là mình thường hay chia sẻ với các bạn về những cái điều mà mình sẽ truyền tải tới đây trong clip này. Tuy nhiên khi mà sau này thường chủ yếu là dạy các bạn, tiếp xúc với các bạn thông qua các giờ học online như này thì không có những cái cơ hội để chia sẻ về những điều này nữa. Bởi vì là những cái điều trong cái giờ học dạy về chữ Hán của diễn viên của Gorigo Matsumoto thì nó chia sẻ cho chúng ta không chỉ là những kiến thức liên quan đến chữ Hán trong tiếng Nhật mà nó còn chia sẻ cho chúng ta rất là nhiều những bài học ý nghĩa, những quan điểm về cuộc sống, trong cuộc sống hàng ngày nữa. Thế nên là hôm nay mình quyết định làm clip này sang phần giải thích toàn bộ nó bằng tiếng Việt để cho các bạn, mặc dù là những người mà có thể không nghe được hết clip của Gorigo Matsumoto, cũng có thể hiểu được nó ngay từ khi mà chúng ta còn học sơ cấp chẳng hạn. Và thông qua đó thì biết đâu các bạn có thể có thêm nhiều những cái hứng khởi trong việc học tiếng Nhật nữa, phải không nào? Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng ngày hôm nay nhé. Và bài giảng ngày hôm nay thì mình lấy tên sang tiếng Việt là gì đây nhỉ? Là sự kỳ diệu của chữ Hán. Vì sao lại là sự kỳ diệu của chữ Hán? Vì thực sự là nó vô cùng kỳ diệu mọi người ạ, chữ Hán trong tiếng Nhật. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu giờ học nhá. Ok. Trên bảng là một cái bảng trống phải không nào? Bây giờ mình sẽ hỏi các bạn nhá. Trong số các bạn hẳn là ai cũng có một ước mơ cho riêng mình đúng không nào? Một giấc mơ. Ok, chúng ta có từ ước mơ hay từ giấc mơ trong tiếng Nhật là yume. Chúng ta sẽ cùng nhau viết từ này trên bảng nhá. Yume. Ok. Yume này. Rồi, yume. Giấc mơ của mọi người là gì? Tất cả ai cũng sẽ có một giấc mơ cho riêng mình đúng không nào? Giấc mơ trở thành một người thật là giàu có này, một ông giám đốc này, một bác sĩ này, một cô giáo này, hay là giấc mơ sẽ là một phần nào đó của xã hội này, của thế giới, của thế kỷ này chẳng hạn. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ thường có những lúc mà cảm thấy chán chường, mệt mỏi đúng không nào? Trong cái quá trình theo đuổi giấc mơ đấy. Những lúc mà chán chường, mệt mỏi thường các bạn sẽ nói những câu gì? Chán quá, mình không làm nữa đúng không nào, thôi bỏ đi, không thèm làm nữa. Cái này sao lại chuyện, sao mọi chuyện lại trở lên như thế này đúng không nào? Thì mọi người hầu hết chúng ta sẽ thường gì nhỉ? Từ miệng chúng ta hay nói ra những cái từ minasu no koto. Minasu no koto là gì nhỉ? Những cái điều mà mang tính chất là tiêu cực đúng không nào? Ok, mình sẽ ghi ở đây nhá. Minasu no koto. Minasu. Ok, hay là những cái từ gì nhỉ? Yowane. Yowane là những cái mà gì đây nhỉ? Nhụt chí đúng không nào, những cái yếu ớt, gọi là những cái phần gì nhỉ, phần không tích cực trong con người mình đúng không nào. Lúc đó chúng ta thường hay gì nhỉ, hay hakimasu nè, từ miệng của mình này, hakimasu. Chúng ta có từ hakimasu là gì hả mọi người? Haku là gì nhỉ? Là chúng ta nôn ra đúng không nào, chúng ta khạc ra hay chúng ta nói ra, từ miệng của mình nói ra những điều minasu khi mà chúng ta gặp những điều chán chường như vậy đúng không nào. Và các bạn để ý trong từ gì nhỉ, trong từ hakimasu này chúng ta thấy này, từ miệng này đúng không, chúng ta đôi khi con người nói ra cả những điều plusu là những điều mà tích cực này, hay là cả những cái điều mà điều minusu là những cái điều tiêu cực như vậy đúng không nào. Thế nhưng các bạn biết không, những người mà sau này thành công ấy, thường khi mà họ kể về cái chuyến hành trình của mình thì họ thường hãy nói là gì đấy nhỉ, họ không bao giờ, kể cả trong những cái hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh chán chường như thế, họ không bao giờ chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực mà gì nhỉ, họ luôn luôn gì đấy, họ luôn luôn thay đổi mình, họ luôn luôn thay đổi mình và gì nhỉ, và dần dần bỏ đi những cái điều gì nhỉ, những cái điều tiêu cực ấy, mà lúc nào cũng chỉ gì nhỉ, nói toàn những cái điều gì đấy nhỉ, điều tích cực thôi, được chưa, những cái điều tích cực thôi này. Rồi, rằng là gì nhỉ, nhất định mình sẽ đạt được ước mơ đấy, chắc chắn chuyện này sẽ có hướng giải quyết đúng không nào. Và rồi khi mà họ cứ theo cái cách sống như vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tương lai tươi sáng và hành động hướng đến nó, thì dần dần ước mơ của họ sẽ gì nhỉ, chúng ta có một từ là từ, các bạn nhìn thấy không, khi mà bỏ đi được cái gì nhỉ, bỏ đi được cái dấu gạch bên dưới, chúng ta có từ kanao ne, kanao yume ga kanao là gì nhỉ, giấc mơ trở thành sự thật.
Ok, như vậy chúng ta sẽ học được một điều từ cái câu chuyện này, đó là gì nhỉ? Hãy luôn gì nhỉ? Luôn sống một cách thật là tích cực và lạc quan hơn, được không chứ nào? Tất nhiên là trên mọi con đường mà chúng ta đi hay là mọi chuyến hành trình mà chúng ta đang bước thì không có cái nào là dễ dàng, không có cái nào là chỉ trải toàn hoa hồng thôi, đúng không nào? Và có một lời khuyên rằng là gì nhỉ? Dù chúng ta gặp phải hay là đương đầu phải với chuyện gì thì cái điều quan trọng là lúc nào mình cũng phải gì nhỉ, cũng phải mang trong đầu cái mục tiêu cuối cùng, tức là luôn luôn giữ trong mình, nhắc nhở mình rằng là cái mục tiêu cuối cùng mà mình đang hướng đến là cái gì. Và có những cái như sau: nếu như mà chúng ta gặp phải những cái chuyện khó khăn, những cái điều nguy hiểm để hướng đến cái mục tiêu đấy thì các bạn có thể né tránh nó đi cũng không sao cả. Chúng ta có từ nigeru là gì nhỉ? Chúng ta chạy khỏi nó, đúng không nào? Nigeru, né nó ra sang một bên. Và chúng ta gì nhỉ? Có thể gì nhỉ? Có thể né cái con đường đấy đi và chúng ta tìm một cái hướng đi mới. Miễn sao cái mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là gì nhỉ? Tiến đến cái mục tiêu kia, được chưa nhỉ? Chúng ta có rất là nhiều câu, đặc biệt là câu nói là gì nhỉ? Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, đúng không nào? Tức là gì đây mọi người? Tức là các bạn có thể không đi đến đường này, nhưng mà các bạn có thể lựa chọn một đường đi khác để giải quyết những cái khó khăn mà chúng ta đang phải đương đầu. Miễn sao cuối cùng các bạn đi đến điểm cuối cùng của nó, đúng không nào? Và cái điều mà nigeru, cái điều mà chúng ta né tránh ở đây không có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ cuộc nó hoàn toàn. Mà vấn đề là gì nhỉ? Chúng ta hãy gì nhỉ? Hãy bỏ ra một chút thời gian, chúng ta ngẫm nghĩ lại, tìm ra con đường mới. Và rồi cuối cùng cũng từ chữ nigeru ở đây, các bạn nhìn nhá, cái nửa về sau cũng là trong từ nigeru. Chúng ta hãy gì nhỉ? Thay nó bằng bộ gì đây nhỉ? Bộ thủ. Bộ thủ này chính là gì nhỉ? Là đôi tay, đúng không nào? Chúng ta lại một lần nữa bắt tay vào và chúng ta thực hiện tiếp cái công việc, cái hướng đi của mình. Và chúng ta có từ này là từ gì nha mọi người nhỉ? Idomu. Idomu là gì nhỉ? Idomu là lại gì nhỉ? Lại bắt tay vào làm, lại thử thách mình lại một lần nữa. Có thể với nhiều bạn cái từ idomu này hơi lạ một chút, nhưng mà các bạn chắc hẳn là đã nghe nhiều cái từ này rồi. Đó là từ gì, các bạn cùng nhau nhìn nhá. Mọi người đọc vào chữ này cho mình không? Ok. Đây là chữ gì nhỉ? Chữ gì nhở? Chữ chosen, đúng nào? Chosen. Chosen hay là một từ mà chúng ta nghe thậm chí là từ ngày học còn Minano Nihongo, chúng ta có từ challenge. Ok. Challenge là tiếp tục thách thức bản thân một lần nữa. Miễn sao là gì nhở? Con đường mà chúng ta vẫn đang đi, vẫn luôn luôn hướng đến cái mục tiêu cuối cùng. Các bạn nhớ nhá, giống như kiểu mà chúng ta đang học tiếng Nhật, đúng không nào? Hôm nay chúng ta học ngữ pháp, học 100 ngữ pháp, nhưng mà hôm nay đến ngữ pháp thứ 50 chẳng hạn chúng ta thấy khó quá. Hay là học đến chữ Hán, đến bài ngày hôm nay mình không thể nào mà nhét được thêm vào đầu nữa. Thì lúc đấy chúng ta làm gì? Nếu mà nó đã vượt đến cái mức độ quá sức chịu đựng của bản thân rồi, các bạn hãy gì nhỉ? Hãy bỏ nó đi, hãy bỏ qua nó một lần, chúng ta sang học một cái dễ hơn. Đừng bao giờ tự làm khó mình, đừng bao giờ để những cái mà chúng ta thấy khó khăn như vậy khiến cho chúng ta cảm thấy nhụt chí và thậm chí chúng ta mất đi cái hứng thú với cái việc học tiếng Nhật đấy. Chúng ta hãy học một cái dễ hơn, thư thái với nó, đúng không? Nghỉ một chút, rồi sau đó 2-3 ngày chúng ta lại quay trở lại học một cách thật là từ từ và bắt tay lại làm tiếp cái công việc học đấy. Xong cuối cùng chắc chắn là các bạn sẽ đi được đến kết quả cuối cùng, đúng không nào? Đó là câu chuyện về chữ nigeru, chữ idomu và chosen. Ok, mọi người biết không? Chúng ta có 3 chữ Hán này, là 3 chữ Hán. Các bạn cùng nhau nhìn lên bảng nhá. Thứ nhất đó là từ khổ. Khổ, đúng nào? Âm Hán Việt là từ khổ á. Và các bạn cùng nhau đọc chữ Hán này cho mình nhá. Chữ này đọc là gì mọi người? Chữ Hán này đọc là kurushi, đúng không nào? Kurushi. Kurushi, ok. Tiếp theo chúng ta có từ gì nhỉ? Từ khốn. Khốn trong gì nhỉ? Trong khốn khó ấy nhỉ? Âm Hán Việt là khốn nhá. Khốn là gì nhỉ? Chúng ta có từ komarimasu nhé. Komarimasu. Komaru. Ok. Và cuối cùng chúng ta có từ gì nhỉ? Từ tai, đúng không nào? Tai là gì nhỉ? Tai trong những cái tai ương, những cái tai nạn, đúng không nào? Các bạn có từ này. Ok. Trong từ này đọc là gì nhỉ? Wazawai. Hóa ra vậy. Rồi, 3 cái từ khổ, từ khốn, từ tai này, khi mà nó ghép với từ nạn này, khi mà cả 3 từ này ghép với từ nạn này, chúng ta có những từ gì hả mọi người? Đầu tiên chúng ta có từ kunan. Kunan, đúng không nào? Là những cái đau khổ, đúng không nào? Hay tiếp theo từ gì nhỉ? Từ konan là những cái khó khăn. Và tiếp theo có từ gì nhỉ? Từ
tai nạn sẽ là gì hả mọi người? Tai nạn là gì nhỉ? Những cái gì nhỉ? Tai ương, những cái tai nạn, những cái biến cố trong cuộc đời. Ok, rồi, với một cuộc đời mà không có những cái cư nan, côn nan, sai nan thì người ta gọi là cuộc đời gì hả mọi người? Chúng ta có từ, từ này là từ vô nhá. Vô là không đúng nè. Vô, chúng ta có từ là từ bư nan, ok chưa? Bư nan, một cuộc đời mà không có những cái, những cái này thì người ta gọi là bư nan na jin se. Bư nan na jin se là một cuộc đời gọi là bình yên, hạnh phúc đúng nào, không có những cái tai ương khó khăn như thế này. Tuy nhiên các bạn đều biết đối ngược với từ vô này chúng ta có từ gì đây nhỉ? Từ hữu. Hữu là gì nhỉ? Hữu là gì đấy nhỉ? Hữu là có đúng nào? Thế thì cái từ này cũng ghép được với cái chữ này. Ok? Cũng ghép được với cái chữ nạn này. Rồi các bạn thử tra trong từ điển cho mình cái từ này là gì nhỉ? Từ chữ hữu và chữ nạn. Rồi, có bạn nào đọc là đọc từ này là gì đây? Là yunan không? Yunan. Chữ này chúng ta có từ bunan. Bây giờ từ này có từ yunan phải không nào? Tuy nhiên, không có một quyển từ điển tiếng Nhật nào mà có cách đọc là yunan cả. Mà bạn biết không, từ này chắc hẳn là chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi đúng không nào? Từ này ghép với từ này, chúng ta sẽ đọc là gì đấy nhỉ mọi người nhỉ? Là một từ vô cùng thân thuộc đấy, đó là gì đấy? Arigatai. Thêm chữ y đằng sau đúng không nào? Arigatai. Arigatai là gì? Hay là quen thuộc hơn chúng ta thường ngày hay rất là hay nói từ gì nhỉ? Arigato gozaimasu đúng không nào? Arigato, arigatai là gì nhỉ? Là những cái mà chúng ta cần phải trân trọng, cần phải biết ơn. Tức là sao? Tức là người xưa dạy rằng là gì nhỉ? Trong cuộc đời của chúng ta nếu như mà chẳng may có một ngày, một lúc nào đó chúng ta gặp phải những cái khó khăn, những cái khốn khổ, những cái tai ương, tai nạn như thế này, dù nó là có đi chăng nữa thì nó cũng chính là những cái điều mà chúng ta cần phải trân trọng biết ơn. Bởi vì sao? Bởi vì phải trải qua được những cái đau khổ rồi chúng ta mới trân trọng được thêm những cái hạnh phúc đúng nào. Hay là có một câu nói rất là lãng mạn trong bây giờ mà chúng ta hãy nói là gì nhỉ? Phải trải qua những ngày mưa hè, đi qua những ngày mưa thì chúng ta mới yêu thêm những ngày nắng phải không nào? Ok chưa? Thì đó là chúng ta có câu chuyện về chữ bunan và arigatai. Đây nhỉ, arigatai, hãy luôn luôn trân trọng tất cả mọi điều mà xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, dù đó là vui hay là buồn đi chăng nữa. Vậy thì một cuộc đời hạnh phúc là một cuộc đời như thế nào hả mọi người? Chúng ta có từ hạnh phúc là gì mọi người nhỉ? Cuộc đời hạnh phúc là gì đấy nhỉ? Shiawase đúng không nào? Chữ Hán này là chữ shiawase. Trong một lần livestream mình đã nói về từ này rồi. Rồi, đó là từ shiawase. Ngược lại với shiawase là tsurai. Đúng không nào? Tsurai. Tsurai là gì đấy? Tsurai là những cái điều mà đau khổ đúng không nào? Các bạn thấy hai chữ Hán này gần gần giống nhau phải không? Hai chữ Hán này gần giống nhau. Chỉ khác một cái là bên shiawase chúng ta có thêm một gạch ở bên trên, còn bên tsurai chúng ta có thiếu một gạch ở bên dưới. Như vậy, hạnh phúc là gì và khổ đau là gì? Được chưa nào? Hạnh phúc là gì nhỉ? Khi chúng ta có đầy đủ tất cả đúng không nào? Trong một người đúng không nào? Khi mà chúng ta đang ở trạng thái hạnh phúc mà chúng ta mất đi một cái gì đó thì lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái đau khổ. Ví dụ như một người đang có vợ đẹp, con xinh này, có gia đình yên ấm, có công việc ổn định hay có một mái nhà thật là đẹp đúng không nào? Tuy nhiên một ngày nào đó mà anh chàng này mất đi một công việc hay là mất đi người vợ của mình hay vợ của mình bị ốm yếu chẳng hạn thì lúc đó anh ấy sẽ cảm thấy gì nhỉ? Thấy vô cùng là đau khổ. Và ngược lại với một người mà đang chìm trong đau khổ đúng không nào? Chúng ta chỉ cần gì nhỉ? Đưa cho hay là tặng cho họ một cái gì đó thật là hạnh, một điều gì đó dù nhỏ nhoi nhưng mà là hạnh phúc đi chăng nữa thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy gì nhỉ? Cuộc sống hạnh phúc hơn đúng không nào? Thì đó là về shiawase và tsurai nhá. Hai chữ Hán này đúng không nào? Thông qua hai chữ Hán này chúng ta phân biệt được luôn cả cách viết chữ Hán, bên thì thiếu và bên thì thừa đúng không nào? Một cái là shiawase và một cái là tsurai. Tsurai nhớ gạch bỏ cái này nhá. Được chưa? Rồi. Và cuối cùng trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học một câu chuyện nói về inochi. Inochi là gì hả mọi người? Inochi là cái sinh mệnh này đúng không nào? Là cái sinh mạng này của chúng ta đấy. Trừ từ gì đây? Từ mệnh đúng không nào? Inochi. Inochi có rất là nhiều cách định nghĩa về cái inochi, tức là có rất là nhiều cách định nghĩa của chúng ta về một sinh mệnh, một sinh mạng đúng không nào? Tuy nhiên từ cái chữ Hán này chúng ta cũng có một cách gì nhỉ? Cách định nghĩa nữa đó là gì đây nhỉ? Các bạn nhìn thấy đây là chữ gì nhỉ? Chữ nhất đúng không nào? Chúng ta có tiếp theo này từ gì đấy? Tataku, né? Tataku là gì nhỉ? Là đập. Đập đúng không nào? Đập là gì nhỉ? Đập là kiểu như là vỗ là đập ấy đúng không nào? Thế bây giờ mọi người, ngay cả khi mà chúng ta đang sống như này, đang hít thở bầu không khí như này hay là những lúc mà chúng ta ngủ, chúng ta nghỉ ngơi thì cái gì là cái luôn luôn không ngừng đập nhỉ mọi người nhỉ?
đó chính là trái tim của chúng ta, đúng không nào? Và trái tim khi nó đập từng nhịp như vậy thì chính nhờ cái gì nhỉ? Nhờ sự hoạt động của trái tim đấy mà gì nhỉ? Mà cái sinh mệnh của chúng ta mới được hình thành. Và mọi người, ai là người cho chúng ta những cái sinh mệnh này? Đó là những người phụ nữ, những người mẹ của chúng ta, đúng không nào? Và các bạn biết không, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều bắt nguồn từ gì đây nhỉ? Từ người phụ nữ. Rồi, chính vì vậy cái chữ thủy của chúng ta, các bạn nhìn chữ thủy là chữ gì nhỉ? Hajimadimasu này, hajimemasu này. Thì chúng ta thấy gì đây? Thấy bắt đầu bằng chữ gì đây nhỉ? Bằng chữ, bằng bộ nữ này, đúng không nào? Kể cả động vật cũng vậy, đúng không nào? Kể cả động vật thì cũng là phải là con mái hay con cái nó đẻ ra, đúng không nào? Thế nên là tất cả mọi sự sống trên trái đất này đều bắt nguồn từ người phụ nữ mà ra. Chính vì vậy mà mỗi chúng ta, nhất là những chàng trai, đúng không nào? Những ông bố thì hãy nhớ một điều rằng là hãy luôn luôn thật là trân trọng những người phụ nữ ở xung quanh mình. Và nếu như các bạn đã xem clip này đến giây phút này rồi thì các bạn hãy nhớ, sau khi các bạn nghe được câu chuyện này thì hãy cầm điện thoại lên và nhắn tin nói một lời yêu thương với những người phụ nữ ở xung quanh mình nhá. Vậy thì đó là toàn bộ những chia sẻ của diễn viên hài kịch Gorigo Matsumoto trong bài giảng, người ta gọi là bài giảng Inochi no Jūkyō. Thì hôm nay mình đã truyền tải nó với các bạn bằng tiếng Việt trong clip này rồi. Hy vọng là thông qua nó thì các bạn sẽ có được thêm thật là nhiều hứng khởi, cũng như là cảm nhận được thêm những cái ý nghĩa trong cái ngôn ngữ mà chúng ta vẫn đang học thường ngày này. Và đầu xuân năm mới, hôm nay mình làm cái clip này là mùng 8 rồi mọi người ạ. Và cũng là một sự khởi đầu mới, đúng không nào? Hy vọng là các bạn trong năm nay sẽ có thêm được nhiều những cái thành tích mới trong việc học tiếng Nhật, và ngoài ra là trong cả cuộc sống cũng như là công việc hàng ngày của mình nhá. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Tsukaresama desu. Bye bye.